này và chết to luôn chó. Mấy con ông nọ không thay đạo. Mày thế nhỉ? Lần này mày chết to con chó này. Tha chết thôi. Mày đi chết. Không được rồi. Sao nó lại tấn công mình nhỉ? Có ai tao hai cái chú này. Mày chết với tao. Chúng ta to quá. Được rồi. Lần này tao sẽ giết bằng đồn ngươi. Lần trước La Tuấn đã dạy tao bắn súng. Bây giờ ôn lại cách bắn súng thế nào để còn đề phòng thằng hacker chúa mới được. Hacker chúa vào đây thì mình có kiến thức để bắn hacker chúa. Bây giờ em bắn cửa đào trước nhỉ? À, ngồi bắn trước đi. Bắn thẳng con tiêu. Rít cò. Bắn. Được đấy. Bây giờ tiếp tục đứng bắn. Nắm tọng mục tiêu. Ai ôi, hôm qua Na Tuấn bắn đau quá. Tiếng súng ở đâu nhỉ? Thì ra hacker đỏ nó tập vấn chung ở đây. Không được rồi, này về báo với hacker chúa thôi. Hacker chúa, hacker chúa. Có chứ gì. Lúc em đi làm tính em gặp hai cơ quỷ đỏ đang tập bắn súng đằng kia. Thế đó. Thế nó ra rồi đâu? Hai cơ chú đi theo em. Được rồi. Đó cũng biết bắn súng à. Được. Hôm nay ta sẽ lấy mạng nó. Đi thôi. Nhìn nhìn nhìn. Trên em có thằng què. Què gì? Chọn lên chỗ nào, đi nhanh. Đâu? Đâu đâu đâu? Đâu rồi, thế nào? Lúc nãy em vừa thấy rồi đấy cả. Thà thấy đâu nhỉ? Đi vào thế nào? Nhớ vợ cửa. Ai rồi? Ai mà xin lâu ý nhỉ? Ngày hôm nay tao phải cho nó ăn một điều nữa. Đâu nó đâu? Ui, đây, đây, cái này, cái này, cái này. Ôi, cái này, xin nhờ. Súng à. Được rồi. Đi thôi. Ôi, được rồi. Đây rồi. Thằng này kinh phết nhờ. Súng to phết nhờ. Được rồi, ta ngoài đi bán diện đâu không? Với đại ca, em vốn lắm, nó có súng to lắm. Hai dòng sợ vào trong à. Ôi, hôm trước La Tuấn nó bắn vào chân em, vẫn còn đau đại ca. Được rồi. Thế người ta kia canh đi, để ta thằng này cứ để ta lo nhá. Đâu đâu anh nhìn thế. Lần này mày chết với tao rồi chó. Chết thế nào mấy con ông nọ không thay đạo. Mày thế nhỉ? Lần này mày chết tao con chó này. Tha chết thôi. Không được rồi. Sao nó lại tấn công mình nhỉ? Mãi ai thằng hai cơ chú này. Mình chết được ta. Chúng
nó to quá. Được rồi, lần này ta sẽ giết bằng được ngươi. Ta nhảy đạn lên xuống người, ta sẽ xảy cho người bằng chết tự thôi. Ta cho ngươi ngập một giường luôn. Cơ chúa sao này, tìm nó ra thôi. Hai cơ chúa ơi, hai cơ chúa ơi, sao lại chết thế, chúa ơi. Dạ, cái tông ngon như này. Nhớ ta dạ. Ta bảo nó chết rồi. Em được. Nó chết, chứng gọi ta chết. Tạm biệt người, tại vì người đã phản bội ta. Bây giờ này thằng hai cơ quỷ đó tập luyện thế nào nhỉ? Chắc là tập luyện tốt rồi đây. Sao lại có tiếng súng nhỉ? À, hay là thằng hai cơ quỷ đó bị sao nhỉ? Mình phải đi vào thôi. Ui, mẹ thằng hacker quỷ đó bị chết rồi. Ôi, thằng hacker quỷ đó chết rồi. Thằng hacker chúa kia. Hacker quỷ đó. Mẹ chúng nó dám giết ông à? Để tôi trả thù cho ông. À, thằng nào Tuấn lại đến chưa? Trả thù cho thằng hacker quỷ đó.
Trận này phải sống hay chết. Hay cửa xuống. Mẹ đi xuống, mình gần nhiều đạn hơn xuống nó mà. Hai cửa chỗ, hai cửa bị thương này. Đúng rồi, nó nói là chân đạn đó. Để em đưa hai cửa chỗ đi. À, mày chạy à? Ồ, hết đạn rồi à? Mẹ nó. Mẹ nó lại, mẹ nó trốn thoát. Súng đeo lại hết đạn. Mẹ là hai cơ chúa. Hai cơ quỷ đó. Tôi sẽ trả thù cho ông. Tạm biệt ông.